Nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 và lễ hội Ốc Hòn Bóp Đu Ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 5 năm 2022. Sáng nay ngày 6 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra lễ khai mạc liên quan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Khmer, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm. Đến dự liên quan có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh và lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh thành trong khu vực. Liên quan do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức trong 2 ngày 6 và 7 tháng 11 dưới sự tham gia của 12 đoàn nghệ thuật quần chúng của các tỉnh thành trong khu vực. Các tiết mục với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân diễn viên quần chúng dân tộc Khmer trình diễn ở các nội dung như liên quan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Khmer, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm. Mỗi đơn vị là một màu sắc tạo nên sự đa dạng phong phú cho văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tham gia chương trình này thì đoàn tỉnh Sóc Trăng tụi em là có tham gia các tiết mục như là ngũ âm nè, a dây nè, lễ hội áo âm bóc, múa độc lập, đi hờ trang, kéo dân tộc của em. Thì em rất thấy rất là tự hào về dân tộc, bản sắc dân tộc của em. Em thấy rất là vui và phấn khích khi mà có các đội bạn đến cùng tham gia vui cùng đội của chúng em. Đến với ngày hội hôm nay thì Vĩnh Long cũng tham gia được 6 tiết mục. Trong đó có tiết mục múa, hát, rồi độc tấu, rồi múa trống thi dâm với phần trích đoạn lễ hội. Thì đây cũng là lần đầu tiên em tham gia ngày hội tại tỉnh Sóc Trăng. Thì cũng rất là vui và vinh dự được tham dự và cùng xem các đội bạn thi diễn cũng như là em qua đây để học hỏi thêm kinh nghiệm từ các đội bạn. Mặc dù có khó khăn một số phần về thời gian tập dượt này kia, nhưng mà tỉnh Vĩnh Long cũng cố gắng để hoàn thành tốt phần nhiệm vụ của mình để thi diễn cho tốt. Trong ngày thi diễn đầu tiên của đơn vị chủ nhà Sóc Trăng và các tỉnh bạn An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau và thành phố Cần Thơ đã thu hút đông đảo du khách gần xa, các em học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. Năm nay, liên quan với sự chuẩn bị chu đáo, kỳ công đã mang đến cảm hứng, sự thăng hoa trong buổi biểu diễn cho các diễn viên, nhất là tạo nên không gian nghệ thuật mang đậm nét văn hóa truyền thống trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, lan tỏa những nét đặc trưng trong trang phục, nghi thức sinh hoạt văn hóa của bà con Khmer Nam Bộ. Em thấy là những tiết mục mà được các nghệ nhân biểu diễn rất là đặc sắc và mang đậm cái văn hóa dân tộc của người Khmer. Và em thấy nó rất là nổi bật được những cái nghệ nhân kỳ công gây dựng tập luyện để tạo nên những cái tiết mục như vậy. Tham dự vào những cái chương trình như thế này là giúp em có thể được bảo tồn văn hóa và những cái văn hóa của mình, truyền thống của mình sẽ được phát huy nhiều hơn và được lan truyền, lan tỏa đến mọi người. Nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, bình đẳng đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển, liên quan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Khmer là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng và đồng bào dân tộc Khmer được gặp gỡ, giao lưu, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua mỗi tiết mục sẽ thể hiện sự sáng tạo, giao thoa và phát triển để từ đó giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ đến bạn bè gần xa. Các hoạt động tại ngày hội nhằm bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer Nam Bộ trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin đề nghị hội đồng thẩm định chất lượng nghệ thuật các hoạt động văn hóa và làm trách nhiệm công tâm để đánh giá chất lượng các hoạt động tham gia của các tỉnh, thành phố, đồng thời yêu cầu 12 tỉnh, thành phố tham gia ngày hội thực hiện tốt các quy chế của ngày hội cũng như nhiệt tình tham gia các hoạt động theo kế hoạch của ban tổ chức.
liên quan sẽ tiếp tục được diễn ra vào ngày 7 tháng 11 với các đơn vị thi diễn còn lại, gồm các đoàn nghệ thuật thuộc các tỉnh Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Tây Ninh, Trà Vinh và Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng đến thưởng thức và cổ vũ cho các tiết mục, chương trình, góp phần vào thành công chung của ngày hội và lễ hội đang diễn ra rộn ràng trên quê hương Sóc Trăng hiện nay.